Má mở hoài mà nó giờ ui. Từ từ rồi má đi. Này vô cái bao này bắt cho ta. Đó, mua bánh mì bộ Việt Nam là có thuế VAT bà. À. Tuyệt vời. Không, ý là thà. Đó mày ăn. Thà mình vô, rồi mình ăn thì khác. Mình đi mua về, mình lấy thuế 8% ai đó mà mua.